Và chị muốn là đây sẽ là một cột mốc, một lối rẽ khác trong sự nghiệp của chị. Và chị nghĩ rằng là nếu mà mình không đi con đường này thì mình sẽ dần dần sẽ bị lãng quên. Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ. Chi Pu đạp sóng dư luận vươn tầm quốc tế. Vượt qua sự bàn tán của dư luận, sự phản đối và thậm chí cả những lời lẽ chê bai, dè bỉu, bản thân Chi Pu luôn thể hiện sự tích cực, sự cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân mình. Để đến độ tuổi 30, Chi Pu đã đạt được những thành tích đáng nể. Tham gia 20 vai diễn điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ. Hơn 20 giải thưởng tại các lễ trao giải uy tín như TikTok Award, WeChoice, Mai Vàng, Ngôi Sao Xanh. Nữ ca sĩ có video ca nhạc đạt top 1 trending nhiều nhất Việt Nam với 5 MV. Nữ ca sĩ có video ca nhạc đạt top 1 trending lâu nhất Việt Nam, MV Anh Người Ở Lại với 11 ngày. Sở hữu khối tài sản kết xù, biệt thự, xe sang, hàng hiệu xa xỉ. Hiện tại, nữ ca sĩ đang gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Để có được những thành tựu như hiện tại, Chi Pu đã có một hành trình 15 năm không ít sóng gió, thậm chí cô phải đạp sóng dư luận để vươn tầm quốc tế. Quay trở về thời điểm mới chập chững bước vào giới showbiz, Chi Pu tên thật là Nguyễn Thủy Chi, được công chúng biết đến nhiều hơn từ sau cuộc thi Miss Teen 2009. Cô sở hữu nhan sắc kẹo ngọt, gương mặt xinh xắn đáng yêu với nhiều tài lẻ ngay lập tức thu hút đông đảo người hâm mộ yêu thích cô. Kể từ đó, người đẹp xuất hiện dày đặc tại các mặt báo với tư cách người mẫu ảnh và được nhiều nhãn hàng săn đón không kém cạnh các sao nổi tiếng thời bấy giờ. Theo thời gian, cô liên tục thay đổi phong cách, chuyển hình tượng trong sáng đáng yêu sang cá tính bụi bặm hơn trước. Để thoát khỏi hình ảnh hot girl, Chi Pu bước đến với con đường nghệ thuật bằng sự nghiệp diễn xuất qua các bộ phim như Giọt Nước Mắt Rơi, Giấc Mơ Hạnh Phúc và sitcom 5S Online. Ở thời điểm từ khi nổi lên với danh xưng hot girl đến khi chập chững bước vào con đường trở thành diễn viên, Chi Pu đều bình lặng, êm đềm, không có sự bứt phá để công chúng phải bất ngờ, ngạc nhiên. Cô nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất và có cơ hội thủ vai rượu lúc trẻ trong bộ phim Hương Ga Đình Đám của Trương Ngọc Ánh. Tiếp nối sau đó là loạt vai diễn trong các bộ phim điện ảnh như Chị Em, 10, Lời Nguyền Trở Lại. Dù vậy, cô vẫn chưa tạo được tiếng vang trong lòng khán giả. Trả lời với truyền thông, Chi Pu thừa nhận bản thân nhạt nhẽo và an toàn nên cô muốn tìm hướng đi mới để thay đổi hình tượng. Tuy nhiên, hào quang lên nỏ trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng là vào năm 2016, Chi Pu đoạt giải thưởng nữ diễn viên châu Á triển vọng tại sự kiện Asia Artist Awards 2016. Nói đến hot girl đi hát sẽ chẳng thể nào không nhắc tới Chi Pu khi cô nàng là một trong những hot girl gây bão vì có quyết định sẽ hướng làm ca sĩ. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Giữa lúc đang là hot girl, diễn viên với hình tượng sạch trong lòng công chúng, thì Chi Pu bất ngờ tuyên bố trở thành ca sĩ khi khán giả bất ngờ. Chỉ vài tháng sau debut, người đẹp đã thật sự thoát ra hình ảnh nhạt nhẽo an toàn trong mắt người hâm mộ. Thay vào đó, cô trở thành thảm họa âm nhạc mới của showbiz Việt theo nhận định của công chúng và nhiều chuyên gia. Cô lộ rõ nhiều khuyết điểm về giọng hát live chênh vô, lệch nhịp, liên tục hụt hơi, hát không rõ lời, khiến không ít người ngán ngẩm. Dù nhận về hàng loạt chỉ trích, người đẹp Hà Thành vẫn liều lĩnh khi cho ra mắt mỗi tháng một MV mới, gây náo loạn thị trường âm nhạc nước nhà. Ngoài giọng hát, Chi Pu còn bị phản đối vì những phát ngôn gây sốc như từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ, hay ở Việt Nam cứ cầm mic lên là được gọi là ca sĩ, khiến cho công chúng nghĩ rằng để nổi tiếng ở nước nhà là quá dễ dàng. Sự nghiệp âm nhạc của cô không hề suôn sẻ khi các MV lần lượt bị lên án, ẩn hoặc xóa vì mang tính chất gợi cảm quá đà, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Sau những ồn ào, Chi Pu thừa nhận bản thân gặp nhiều áp lực, cô buồn và stress nhiều tháng liền. Tuy nhiên, sau 5 năm cầm mic gian truân, Chi Pu đã đang xây dựng được cho mình hình ảnh của một nghệ sĩ đa di năng. Đầu năm 2023, nhiều nguồn tin cho rằng Chi Pu xuất hiện trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vào mùa 4 với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Ngô Thiến, Trương Gia Nghê, Triệu Lê Na. Ngày 27 tháng 4, cô lập siêu thoại, nhóm dành cho người hâm mộ và hậu viện hội, trang dành cho người hâm mộ trên Weibo. Hành động này dường như đánh tiếng xác nhận cô tham gia chương trình nổi tiếng này. Sáng ngày 28 tháng 4, teaser đầu tiên của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 chính thức được hé lộ và Chi Pu được xác nhận là một trong những người tham dự chương trình. Bước đi này của cô làm mọi người bất ngờ, bởi không ai nghĩ rằng cô lại có suy nghĩ táo bạo bước chân vào thị trường giải trí khó tính như Trung Quốc. Điều khiến mọi người lo lắng nhất chính là giọng hát của cô có thể sẽ lộ ra nhiều khuyết điểm khi đứng cạnh những ngôi sao kỳ cựu và khiến khán giả Việt Nam xấu hổ.
Tuy nhiên, sau tập đầu tiên phát sóng hôm 5 tháng 5, Chipu lọt top 8 người được giám khảo chấm điểm cao nhất cùng các nghệ sĩ như Ella, Amber, Lưu Tích Quân. Màn trình diễn của giọng ca 9X nhận được 359 điểm, xếp hạng thứ 4. Người hâm mộ Trung Quốc cũng dành nhiều lời tán thưởng cho cô. Cô ấy thật xinh đẹp, một tiết mục bùng nổ, cô ấy quyến rũ như một đóa hoa hồng rực rỡ. Tôi nổi da gà khi xem cô gái này trình diễn. Huỳnh Hiểu Minh còn chia sẻ hình ảnh và dành cho nữ ca sĩ lời khen ngợi trên Weibo. Chipu xinh đẹp rạng rỡ. Khi ở đây, bạn chỉ cần tận hưởng cảm giác đạp sóng, lướt gió trong hành trình này là được. Mặc dù nhận được nhiều lời khen từ fan quốc tế về phần trình diễn ấn tượng, song Chipu lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả nước nhà. Sự nỗ lực liều lĩnh của Chipu giúp cô định hình về hình tượng trong mắt khán giả là một nghệ sĩ đa di năng. Nhưng liệu hành trình dài 5 năm của cô diễn viên chuyển hướng ca sĩ và 15 năm trong hành trình gian truân trong showbiz có thể hái được trái ngọt và sự công nhận của khán giả dành cho Chipu? Nụ cười em đã khiến anh mộng mơ, đèn pha môi mỏng khiến em thêm phần tự tin.